Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, giám sát cán bộ đảng viên và công tác cán bộ năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến hai chuyên đề gồm giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, giám sát cán bộ đảng viên và công tác cán bộ. Ngoài việc Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên theo dõi giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của chính quyền cung cấp. Trong đợt này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh giám sát Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện giám sát Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp cấp huyện giám sát Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Hội nghị nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, đồng thời trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động giám sát ở từng địa phương.